Xong rồi. Bây giờ về cơ bản sau khi tôi tháo ra thì thấy nó trong này nó bị rỉ, nhiều con nó bị rỉ này. Tôi sẽ thay những cái con này trước đi đã. Ở đâu? Mặc dù là rỉ nhưng không sao nha. Con này nó là con 7805, tức là cái nguồn cấp lên cái mặt trên này vẫn còn ok. Thành ra là cũng không sao. Rỉ sét một số con thôi. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của tôi làm á, thì những cái lối kiểu bão như này á, thì cái cảm biến trên này thì không hỏng đâu. Quạt thì chạy ok, thì mọi người chỉ cần kiểm tra mấy con chở này thôi. Những con chở to này. Còn những cái con khác nó không hay hỏng đâu. Bây giờ tôi sẽ tháo ra để kiểm tra, kênh một chân của nó ra để thử nhé. Rồi sau khi tôi kiểm tra thì như tôi đã nói đó, kinh nghiệm thì cái con chở nó bị tăng trị số. Nó chỉ tăng trị số ở những cái con mà nó to đùng như này thôi nha, những con nhỏ nhỏ nó hiếm khi mà nó bị lắm. Đấy là kinh nghiệm. Và những cái con nó mà chịu cái điện áp cao thì nó mới hay tăng trị số. Con gốc của nó là 360k. Đây, 360k. Nhưng tôi thay con 330k thôi. Không có cái con giá trị giống nhưng mà nó lệch nhau chút xíu thì không sao cả, vẫn chạy ok. Đấy. Mọi người chỉ cần kênh một chân lên thôi, rồi đo kiểm tra. Những cái bệnh kiểu nó chạy rồi nó ngắt lỗi đó, thì chỉ cần kiểm tra mấy con này. Thì ra sửa bếp từ này nó dễ mà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôi.